Bằng bữa làm gì đó? Bằng bữa tưới hoa nha các bạn. Bằng bữa trồng có mấy chậu hoa mà bằng bữa tưới đây. Đây là hoa gì bằng bữa biết không? Hoa này là hoa gì bằng bữa? Đúng rồi, hoa đồng tiền, ông muội nhớ tên nó luôn. Ê, sao con tưới lên cái bông, con tưới ở dưới à? À, tưới lên cái bông nhẹ nhẹ thôi, con tưới mạnh quá là cái bông nó rủ xuống luôn á, biết không? Đó, còn hoa này là hoa gì bà muội biết không? Ông muội ơi, hoa trên này. Hoa đồng tiền. Hoa này là hoa lan, biết không? Hoa lan. Hoa này cũng là hoa lan luôn. Hoa lan. Bà muội ơi, hoa lan của mình có màu gì á bà muội? À, cái này là màu tím với màu trắng. Còn cái bên này là màu gì? Màu tím. Màu tím không ha. Còn hoa đồng tiền của mình màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Để chú bạn muội thích hoa nào nhất nè? Thích hoa đồng tiền phải không? Bạn muội rất thích hoa đồng tiền nha các bạn. Rồi tưới bên cây bên này cho mẹ luôn. Tưới hết luôn nha. Cái bên này nữa hả? Đúng rồi, tưới hết luôn. Bên kia nữa kìa. Bên kia nữa kìa, bên kia có cái chậu hoa đồng tiền nhưng mà nó chưa có nở bông nè, thấy không? Đây, tưới đây luôn nè, có cái bông nhỏ nhỏ nè, mai mốt nó nở nè, có bông nhỏ xíu á, mọi thấy không? Chậu. Đây nè, đây, bông nhỏ xíu á. Thấy chưa, rồi con tưới đó đi, mai mốt nó nở bông cho mọi coi, đẹp nha. Chiều nào bọn muội cũng giúp mẹ đi tưới, tưới gì bọn muội? Tưới gì, tưới gì? Tưới bông chứ, tưới bông chứ gì. Giỏi lắm đó nha, được nhờ rồi. Chiều nào cũng bê thau nước ra tưới bông hả. Rồi, quay như các bạn này, chào các bạn đi. Bạn muội sẽ qua cho các bạn xem cái bông lan của bạn muội nè. Đây, các bạn ơi, cái bông lan của muội rất là nhiều bông nha. Đó, đây cái bông lan của muội nè, màu tím nè. Bông rất là to nha các bạn. Thôi, tôi dép mẹ ra rửa dép chứ tôi dép gì. Còn đây là hoa đồng tiền của bạn muội đây nè. Ôi, bạn muội tưới lên cái hoa ngập nước luôn rồi nè. Chậu hoa đồng tiền của bạn muội. Muội bye bye các bạn đi. Bye.